chúng ta đã đứng nơi cửa thành rồi. Chúng ta đã đứng nơi cửa thành rồi. Yêu kính cùng Thánh Chúa, lòng tôi hằng là hằng nguyên chung. Thánh Thánh vượt thái sơn, đời đời bình yên vững vàng. Cho người thân của tôi chúc mọi sự lành. Từ muôn phương về sống đây, thông nhân bình an. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua. Ước gì thánh lễ hôm nay sẽ giúp mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là các gia đình trong giáo họ Kitô Vua mừng lễ bổn mạng, hiểu rõ hơn về chân dung của Đấng Cứu Thế là Vua muôn thuở và chúng ta là thần dân của Ngài,
Xin Ngài tiếp tục đồng hành và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta xứng đáng là thần dân trong nước của Ngài. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu cho giáo họ Kitô vua, mọi người, mọi gia đình, các ân nhân và thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Hiệp ý với nhóm lòng thương xót cầu cho các linh hồn. Cầu cho các linh hồn Gioakim, Giuse, Rosa. Lễ dỗ 8 năm và 11 năm linh hồn Giuse. Nhóm kinh tối cầu cho các linh hồn. Lễ dỗ linh hồn Domenico và kỷ niệm 40 năm và 53 năm hôn phối. Và đặc biệt hôm nay giáo họ Kitô vua có người con đặc biệt ưu tú là thầy Alphonso Bùi Văn Ngọc, vừa mới được lãnh nhận chức phó tế sáng hôm qua tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt cùng với năm thầy khác. Hôm nay thầy về đây để ra mắt và tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn mọi người trong giáo xứ giáo họ đã cầu nguyện cho thầy để đạt tới chức phó tế hôm nay. Và nếu không có gì thay đổi thì khoảng nửa năm nữa thầy sẽ lãnh chức linh mục. Chúng ta chúc mừng thầy. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiến Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng hữu ai và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Sa-lê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel, và Chúa đã nói với Ngài rằng: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron. Và tại đó, vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu phong David làm vua. Đó là lời Chúa. Ta vui mừng cháy lên đền Thánh Chúa. Ta vui mừng cháy lên đền Thánh Chúa. Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói ta cùng cháy lên đền Thánh Chúa. Giờ đây hỡi Jerusalem, bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. Ta vui mừng cháy lên đền Thánh Chúa. Jerusalem được xây cất như một thành đô mà mọi phần đều liên kết với nhau, từng chi tộc của Chúa đều tiến về đây. Ta vui mừng cháy lên đền Thánh Chúa. Họ xưng tụng danh Chúa theo luật Israel, vì nơi đây đặt Ngài xét xử, Ngài tòa của nhà David. Ta vui mừng cháy lên đền Thánh Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa. Trong Người, chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong Người, muôn loài trên trời, dưới đất đã được tác thành,
mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người, và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người, nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa ban hòa bình trên trời, dưới đất. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người mà rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng đáng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và ông ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu rồi, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên chưa được. Dù vậy, tôi rất ư là Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời của nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990. Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như vậy và thẳng thắn nhìn nhận: các nghệ sĩ chúng tôi đã được đào tạo nhờ đức tin và nhờ âm nhạc Kitô giáo.
Đức tin đã thấm vào con người nhạc sĩ tài hoa đó và làm sản sinh ra những tác phẩm bất hủ, trong đó có bài Tiến quân ca đang là bài chào cờ của nước Việt Nam. Nếu tôi không biết bài Alleluia thì cũng đã chẳng có bài Làng tôi. Văn Cao đã nói như vậy. Chẳng ai ngờ Văn Cao, một nhạc sĩ thời danh của đất nước, của cách mạng, lại là một con người say mê Giê-xu. Không phải là một Giê-xu vinh quang phục sinh, nhưng mà là một Giê-xu trần trụi trên thánh giá. Bởi vì từ năm 1954, cụ vẫn để một ảnh chuộc tội trên bàn làm việc của cụ. Giê-xu trần trụi, Giê-xu không còn gì, nhưng mà đối với Văn Cao, có ai hơn được Giê-xu? Nhìn lại lịch sử các dân tộc, chúng ta thấy các cuộc đăng quang của các vị vua chúa thường được tổ chức rất là trọng thể, yến tiệc linh đình. Khách mời thường là các vị nguyên thủ của các quốc gia, những người vị vọng trong cả nước. Và cùng với bữa tiệc mừng là biết bao nhiêu lời chúc tụng ngợi khen. Và một trong những lời chúc tụng thường được xưng tụng nhiều nhất đó là vạn tuế, vạn vạn tuế. Và rồi khi lên ngôi, các vị vua này cũng tìm mọi cách để triều đại của mình được kéo dài mãi mãi, được vạn tuế. Thế nhưng qua dòng thời gian, không có vị vua nào là vạn tuế, chứ đừng nói đến vạn vạn tuế. Tất cả đều đã chết, để lại ngai vàng cho người khác, có khi đó lại là kẻ thù của mình nữa. Hôm nay giáo hội muốn giới thiệu với chúng ta một vị vua rất đặc biệt. Vị vua này trong ngày đăng quang không có yến tiệc linh đình, không có lời chúc tụng. Thế nhưng triều đại của Ngài đã kéo dài suốt hơn 2.000 năm qua và còn kéo dài mãi mãi. Vị vua đó chính là Đức Giê-xu Ki-tô mà hôm nay chúng ta đang cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng kính. Không ngẫu nhiên mà tin mừng hôm nay đặt danh hiệu Chúa Giê-xu vua trong bối cảnh của đồi Can Vê, nơi Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá. Trước mặt thiên hạ trên đồi Can Vê năm ấy, Chúa Giê-xu chỉ là một tên tử tội không hơn không kém. Trước mắt những kẻ chống đối và thù địch, Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá là một thất bại, một sự nhục nhã. Ngay cả đối với các môn đệ xem ra cũng là cùng đường, là hy vọng đã vụt tắt. Thế nhưng chính trong sự khốn cùng, sự đen tối của thập giá đó lại sáng lên một niềm tin. Niềm tin của anh trộm lành đồng số phận bị treo lên với Chúa Giê-xu: khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Anh trộm lành đã tin, đã thấy, đã nhận ra người cùng chịu treo với mình thuộc về một vương quốc khác, là một vị vua. Cũng vậy, viên sĩ quan canh gác người, những đám đông dân chúng chứng kiến cái chết của người đã phải hối hận ăn năn và nhận ra đây là con Thiên Chúa, đây là người công chính. Nói một cách nào đó, chính nơi thập giá mà người đời cho là thất bại, là sự nhục nhã, thì Chúa Giê-xu đã tỏ bày vương quyền của người. Đây là dân Do Thái. Một cách thế biểu lộ uy quyền khác hẳn với mọi đế chế hay quyền bính của thế gian. Không bằng vũ lực, không bằng quyền lực danh vọng, nhưng bằng sự tự hạ của tình yêu dâng hiến mạng sống vì nhân loại. Không ít Kitô hữu ngày nay vẫn muốn Chúa Giê-xu dẹp tan đau khổ bằng cách thần thông, bằng những phép lạ ngoạn mục và thậm chí bằng cả quyền lực của thế gian để biểu dương uy quyền làm vua của Ngài. Nếu như vậy thì không khác gì những người ngày nay cũng thách thức Chúa: nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là vua, hãy xuống khỏi thập giá đi. Những ai tin và sống dưới vương quyền của Chúa Giê-xu phải thể hiện mình trong thập giá mình vác hằng ngày mà theo Chúa. Hôm nay mừng lễ Chúa Giê-xu Ki-tô vua vũ trụ, người Ki-tô hữu hãy biết khước từ những thần tượng trần thế, hãy để Ngài làm vua của lòng mình,
hãy đưa Vua Giêsu đi vào mọi lãnh vực của cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội, để cùng nhau xây đắp hòa bình và chia sẻ tình thương cho trần thế. Vương quốc Chúa Giêsu không có sức mạnh của vũ khí và quân đội, mà chỉ có sức mạnh của yêu thương và tha thứ. Vương quốc đó không có tên trên bản đồ thế giới này, nhưng lại có tên trong trái tim của mỗi người chúng ta. Chỉ những ai tin và sống trong tình thương của Thiên Chúa thì mới thuộc vương quốc của Ngài. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là Vua vũ trụ và là Chúa mọi loài. Với tâm tình mong chờ sự thành toàn của vương quốc Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa Kitô là Vua tình yêu, đã hiến mình cho thập giá vì chúng ta. Xin cho các chùa chăn trong hội thánh biết nói gương Chúa Giêsu, yêu thương dẫn dắt và hiến mình phục vụ dân Chúa với tất cả tâm lòng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Xin cho mọi dân nước tuy ngôn ngữ bất đồng vẫn biết đồng lòng xây dựng lương tâm ngay trinh và lòng yêu thương chân thật để nước Chúa mau trị đến. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: nước tôi không thuộc về thế gian này. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì danh Chúa được vững tin vào lời hứa cứu độ và sự vinh quang của Đức Kitô Vua vũ trụ.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô là vua lòng mọi người. Xin cho mọi người trong giáo họ Kitô vua mừng lễ bổn mạng hôm nay, biết dành cho Chúa Giêsu một vị trí trung tâm trong đời và trong mọi gia đình, để luôn coi Chúa là vua hướng dẫn cuộc sống của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa toàn năng xin giúp chúng con trung thành bước theo vua Giêsu trong cuộc đời tại thế này, để chúng con được chia sẻ vinh quang đời đời của người nơi thiên quốc. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Hàng biến chính nguyện thành tâm chân tình, từng chai nhỏ thơm thành chén yêu thương, cùng bao công khổ đổ xuống nơi nương đồng, tiến dâng lên cha để thành lễ dâng, xin dâng lên Chúa mơ ước hôm nay, bao năm chịu chân mang vác trên anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính ta. Lời Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền binh mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thanh thiên, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên, con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới ân cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cùng tha kẻ Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
mến. Kính thờ quỳ lạy Chúa, ngài từng là vua, Chúa cả uy trên cả vua, vạn vật hơi trời sông núi, hãy hát lên hô vang cùng đàn, hát vang lên nào cùng cùng đón chào. Chúa từng là vua địa cầu mừng rỡ, câu tung
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Hồng ân Chúa.